Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống ở Đất Phụng Nha Con. Hôm nay hai vợ chồng Phụng đang, hiện tại bây giờ hai vợ chồng Phụng là đang ở Martinburg, là của bang Sachsen-Anhalt. Là của bang Sachsen-Anhalt. Thì từ ở nhà Phụng mà chạy lên đây là cỡ tầm 1 tiếng á. Thì hôm nay là ngày 26, thì hai vợ chồng Phụng sẽ đi chợ Vai Nắc Trình, chợ Noel. Thì hôm nay là ngày cuối rồi. Noel thì mình chỉ có 24, 25, 26 thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày 26, là ngày cuối rồi. Nên là tụi mình sẽ đi chợ Noel ở thành phố này xem nó như thế nào. Với lại là có một cái chỗ mà người ta trang trí Noel á bằng đèn đẹp lắm. Nên là mấy bữa tụi mình xem ở trên thời sự thấy người ta quay thì nhìn rất là đẹp, nên là cũng muốn đến xem như thế nào và sẵn tiện là quay video cho cả nhà xem luôn. Ok, thì bây giờ theo chân Phụng ha, xem coi ở đây nó như thế nào. Okay, các bạn, bây giờ thì Phụng đã tới nơi rồi. Thì ở trước đây họ có trang trí một ít như vậy đây. Bây giờ Phụng với David sẽ đi sâu vô trong nữa cho các bạn xem nha. Đây mọi người ơi, thì bây giờ Phụng đang ở phía trong đây. Ở đây thì năm nào dịp Giáng sinh là cũng họ cũng làm đèn kiểu như vậy nè. Nhìn đẹp chưa? Nhiều lắm. Kế bên hông đây là cái nhà thờ. Nhưng mà chỗ này tối quá là mọi người không thấy rõ, để cái Phụng quay lại thì sẽ thấy nó dễ hơn. Một lát nữa thì tụi mình sẽ đi một vòng ở đây cho mọi người xem đèn, cái khu vực ở đây như thế nào. Sau đó thì Phụng sẽ đi đến cái chỗ mà cái chợ Giáng sinh để cho mọi người xem. David Vegan Pride. Ok, bây giờ hai tụi mình sẽ đi vô trong. Đã lạnh lắm, bây giờ âm 8 độ phía ngoài nên là lạnh lắm. Một tay là Phụng phải đeo bao tay, còn một tay là Phụng phải quay, tại vì quay á mà cứ đụng vô cái máy nên là nó không có ăn, nên Phụng phải là một tay đeo bao tay và một tay không có đeo bao tay. Đó, thì hôm nay á, là ngày 26, thường là ngày này là người ta sẽ ở nhà, với lại là gia đình họ đến thăm, giống như nghìn ngày Tết, ba cái ngày đó thì là người nhà họ đến chơi á, nên là ngày hôm nay không có đông nhiều. Chứ năm mấy năm trước mấy cái ngày này nè, mà mấy ngày thường chứ nhầm mình nhầm mấy cái ngày thường á, ở chỗ này đông lắm. Mỗi khi mà đến đây á, mà muốn chụp hình á, trời ơi đợi nó lâu ơi là lâu. Ôi, ở đây có cái hàng con ngựa đẹp nè, mình sẽ đến đó mình chụp hình. Nhưng mà trời lạnh lắm, đứng một chút xíu là không đứng nổi đâu. Đây cái hàng con ngựa này nè, cho mọi người xem đẹp chưa. Đó.
Bây giờ thì tụi mình đã đến cái chợ Giáng sinh rồi cả nhà. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi sang đường và đi vào trong cái chợ Giáng sinh đó. Hiện tại ở đây chợ Giáng sinh khi nào cũng đông người hết á. Đông người lắm. Ở đây thì bán đủ thứ đồ hết. Trái cây, rau, quả, bánh, kẹo, cái gì cũng có hết á. Rồi nón, len, vớ, giỏ sách hay là trang sức, cái gì cũng có bán hết á. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Phụng. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của Phụng nhé. Và bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Cheers, be so nice to me.